Tôi trễ một ngày rồi, tôi trễ hai ngày rồi, tôi trễ ba ngày rồi, tôi trễ một tuần rồi. Alright, thì các bạn sẽ có một cái cụm rất là hay. Cái vật cụm này các bạn hay sử dụng ở trong rất là nhiều ngữ cảnh. Ví dụ như là bạn nói là bạn nộp bài, bạn nộp bài cho trường hay là bạn nộp deadline gì đó, nhưng mà bạn bị trễ rồi, bị trễ một ngày hai ngày rồi ha, thì các bạn sẽ nói là I am hoặc là I'm late for one day, two days, a week, được không? I am late for a day, for two days, for three days, for a week. Đấy, các bạn nhớ nha. Tôi trễ 2 ngày rồi, tôi trễ 3 ngày rồi. Thì cái là I am late for bao nhiêu ngày nó được, ha? And this is English time.